công cụ áp đặt luật pháp nước ngoài vào Việt Nam. Khi website Luật Khoa Tạp chí tròn 3 tuổi, ban biên tập của nó đã tuyên bố rằng luật khoa nằm ngoài sự chi phối của các lực lượng chính trị, tôn giáo và thương mại. Họ cũng tuyên bố rằng họ đang đấu tranh cho người Việt Nam và thường nói không tiếc lời về những mất mát, hy sinh lớn lao của mình trong cuộc đấu tranh đó. Tuy nhiên, hầu hết các dữ kiện liên quan đến luật khoa tạp chí lại cho thấy trang web này lệ thuộc vào nước ngoài và gắn bó với luật pháp nước ngoài hơn là với Việt Nam. Thể hiện rõ qua 3 điểm. 1. Qua 3 điểm. 1. Tìm cách áp đặt luật pháp của nước ngoài lên Việt Nam. Mọi luật sư, lương thiện đều tập trung giải quyết các vấn đề mà thân chủ của mình gặp phải, thay vì tìm cách dắt mũi thân chủ để làm lợi cho mình và các thế lực khác. Mọi nhà làm luật, sáng suốt đều soạn luật dựa trên hoàn cảnh thực tế của xã hội và nhu cầu thực tế của người dân. Mọi chính khách giỏi đều cố đưa các nguồn lực của xã hội vận hành ăn khớp với nhau, bổ sung cho nhau, thay vì áp đặt lên các nguồn lực những ý muốn chủ quan, duy ý chí của mình. Ban biên tập của luật khoa không phải là cả ba loại người đó. Qua các bài viết trên luật khoa tạp chí, có thể thấy họ không hề quan tâm đến cả tình hình thực tế của xã hội lẫn nhu cầu thực tế trong việc tìm hiểu pháp luật của người dân Việt Nam. Những thứ đó dường như không liên quan đến họ, vì họ sống ở một cõi trên, nơi cầu vồng làm bằng lý tưởng nhân quyền và mây hồng bay bay là các bản tuyên ngôn quốc tế. Từ đầu đến cuối, họ chỉ muốn một điều duy nhất, áp đặt các luật lệ của nước ngoài cho Việt Nam. Họ nhân danh tự do và công lý để làm điều này. Nói cách khác, trong cái nhìn của họ, tư duy chỉ đạt được khi sống theo trật tự Mỹ, và công lý chỉ đạt được khi người Việt để người Mỹ phán xét. Lập ở nước ngoài và hoạt động ở nước ngoài. Trong một thư tòa soạn, Tổng biên tập Trịnh Hữu Long thừa nhận rằng từ năm 2011, khi còn ở Việt Nam, Long và Phạm Thị Đoan Trang đã ấp ủ ý định thành lập luật khoa tạp chí. Tuy nhiên, theo lời Long kể, thì kế hoạch này chỉ chín muồi vào tháng 8 năm 2014, khi Long đang thực tập ở Ủy ban Luật gia Quốc tế tại Bangkok. Long đến được Bangkok là nhờ sự nâng đỡ của Trịnh Hội, một đảng viên Việt Tân thường bị tố cáo vì tham nhũng tiền từ thiện. Tại Bangkok, Long gặp luật sư Vikaterina Trần, một người Mỹ gốc Việt, và một luật gia trẻ dùng bút hiệu Trần Tự Minh. Nhờ sự hỗ trợ của Vi, Long và Trang mới thành lập được luật khoa. Trước thời điểm này, Long, Trang và Trịnh Hội vừa trải qua một cuộc vận động quốc tế kéo dài hơn một năm, trong đó họ chạy vòng quanh để tìm kiếm sự đỡ đầu của một loạt các chính quyền ngoại quốc. Như vậy, luật khoa tạp chí đã được thành lập ở nước ngoài bằng tiền và các mối quan hệ do người nước ngoài tài trợ. Sau thời điểm đó, Long còn làm cho Trịnh Hội đến năm 2016 và không về nước cho đến nay. 3. Sống ngoài vòng pháp luật Việt Nam. Hiện nay, luật khoa tạp chí có 5 biên tập viên quan trọng là Trịnh Hữu Long, Vikaterina Trần, Phạm Thị Đoan Trang, Nam Quỳnh và Nguyễn Thị Vi Yên. Trong số này, Trịnh Hữu Long sống ở Đài Loan, Vikaterina Trần sống ở Mỹ, Nam Quỳnh sống ở Anh và Phạm Thị Đoan Trang đang trốn trong một mảnh đất mà dân công giáo chiếm giữ trái phép. Vì đất nhà thờ được xem như một sứ quán của Vatican trong lãnh thổ nước ngoài, và những người công giáo chiếm đất này nghe lệnh của Vatican hơn là tuân thủ luật pháp Việt Nam, vì vậy khó có thể nói rằng Đoan Trang vẫn đang sống hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, có thể nói, 4 trong tổng số 5 biên tập viên quan trọng của luật khoa tạp chí đang sống ở ngoại quốc hoặc gần như thế, trong khi họ tuyên bố rằng mình đại diện cho công lý và giao giảng về công lý cho người Việt. Họ lại đang nằm ngoài vòng pháp luật Việt Nam. Trong khi họ không ngừng than thở về những hy sinh mà mình phải gánh chịu khi đi phát cho người Việt Nam món kẹo nhân quyền, thực ra chính quyền không động vào họ và họ chẳng làm sao hết. 4. Lệ thuộc vào tài chính nước ngoài. Năm 2016, luật khoa tạp chí xin được tổng cộng 23.270 đô la. Một phần lớn trong số tiền này đến từ những khoản tài trợ ẩn danh hoặc có danh tính mập mờ. Chỉ có 2.085 đô la trong số đó đến từ Việt Nam. Như vậy, người Việt chỉ chi trả 8,96% tổng chi phí hoạt động của luật khoa tạp chí. Có thông tin tiết lộ, mỗi bài viết trên luật khoa tạp chí, tác giả được nhuận bút 150 đô
tức tối thiểu mỗi năm ít nhất 400 bài lên tới 45.000 đô, cùng kinh phí duy trì trang, trả lương cho đội ngũ biên tập viên không hề nhỏ. Qua những dữ kiện trên, có thể thấy luật khoa tạp chí giống như một nhóm dư luận viên đánh thuê cho nước ngoài hơn là một tờ báo của người Việt.